Đây nha, tụi ông đang trèo lên lấy đây. Ê, cái điểm mà mình ôi sao ôi dạ tôi đây này. Wow, quá nhiều anh em, phải 9 lít, cái này phải 9 lít mật đấy. Đấy, đây là tụi ông thứ hai trong ngày, nhưng mà trời mưa thì kiếm như thế này làm thật khó đấy, sợ nó không cháy thì phải kiếm rất là khó, đúng không cậu? Thì cái cây này, cái cây mà cái tổ ong này thì nó đầu cao lắm mọi người. Đấy, đây là một anh đang lên điểm này, còn một người thì đang ở trên ong đây mọi người. Ô, tổ ong này tra mật rồi. Ô, cái đầu mật nó lớn lắm. Xin chào mọi người đi bác ơi. Thì tổ ong này thì anh em đã biết trước nha mọi người. Thì bây giờ thì ngoài kia vào thì anh em đã biết trước nên vào để lấy. Mình thì trời đã gần mưa mọi người ạ. Trời mưa, trời dự báo thời tiết thì đang gần mưa đấy. Em đang bỏ đuốc ấy mọi người, bỏ cái đuốc này để trèo lên để lấy ong. Anh em tranh thủ lấy, sợ mưa đấy, trời gần mưa rồi. Mình sẽ ăn cái này mọi người, ăn cái ruột của nó. Đang bị thối rồi, bị thối rồi. Nó chua, quá chua. Thử miếng không? Tại vì nó chua quá mọi người, nó chua quá, không được. Loại này có tái trong này nó ngọt lắm, nhưng mà tái này nó bị hỏng luôn, bị hỏng luôn. Nó nếu mà cái ruột của nó mọi người, cái ruột của nó thì ăn ngon đấy, nhưng mà tái này nó bị hỏng rồi. Mưa rồi. Anh em đã làm xong để chuẩn bị trèo lên lấy tổ ong thì cơn mưa đã ập tới. Nói chung đi rừng thì rất cực các mọi người. Mình phải nằm ở dưới cái góc đá đây mọi người này. Góc đá này rất là bé nhưng mà nó vẫn ướt. Cái chân của mình không thể nằm hết được, cái chân phải chịu ướt thôi mọi người. Mọi người này.
mình nằm ở cái hẻm đá này khá là bé. Anh em thì mỗi người chạy mỗi hướng, thì hy vọng thì anh em sẽ kiếm được chỗ trú mưa tốt hơn mình. Chứ nằm như thế này thì thật sự rất là mệt. Mưa thì càng ngày càng lớn. Hy vọng thì anh em ở dưới kia có thể trú được một chỗ trú mưa thật khỏi ướt, thì khỏi rộng, vì anh em đi 4 người, ở dưới kia còn 3 người ấy, thì mong sao anh em kiếm được điểm trú mưa rộng rộng một tí cho anh em thoải mái. Thì anh em mình tính đi mỗi ngày một đêm mọi người. Nếu mà mưa ướt thì cả ban đêm thì anh em rất là cực ấy. Ôi, mưa càng ngày càng lớn rồi anh em ơi. Ê, mình nằm cái điểm khe đá như thế này mà cũng tạnh rồi, cũng khá là mưa cũng nhỏ lại rồi. Ôi, tổ ong này nó đậu ở cái nhánh nó cũng lớn đấy. Cái đầu mà nó đừng mật em thấy không? Tổ ong này nó từ trên này xuống dưới này. Cái cây mà nó đậu ấy. Đấy, cái cây này nó đậu cũng dễ thôi. Từ dưới này lên khoảng 15 mét ấy. 10 đến 15 mét. Bây giờ thì cậu mình sẽ treo từ điểm này mọi người này, treo từ cái cây này lên đây, lên điểm này. Đấy, lên kích theo cái cây này thì sang bên này thì có cái nhánh nó đi ngang qua đây, thì mình sẽ đi ngang qua đó để lên ở tổ ong ấy, đúng cậu? Không biết có cái điểm nào mà thấy rõ nhất chúng nhỉ? Đây nha, tụi ông đang trèo lên lấy đây. Ây. À, đấy. Đó là cái đầu mật, anh biết không? Ui khả. Mà. Ua tàu cái tụi mít thế. Mít lớn thật sự đấy. Cái chút lít của cháu. Cái chút lít đấy. Hớn chút lít. Ủa này tầm 12 lít. Đầu mật, ôi trời ơi, cái đầu mật. Này, cái em biết không, cái tầng này nó nằm bên dưới. Không được, bên dưới kia không thấy. Cái điểm mà mình à, từ điểm này lại đây xa quá, không phải lên thì xuống. Không, tổ ong này xác định là mật nhiều có khoảng bao nhiêu lít cậu? Cậu ơi, khoảng bao nhiêu lít? Vì biết sao không? Vì cái nhánh nó đầu rất là lớn mà. Đây bà con, đây là ong non. Ôi dồi, ong non nó nhiều rồi. Ong này thì ong non thì mình chịu mọi người, vì mình bị dị ứng với ong ấy, mình không ăn được. Xem thử câu, đem ra xem thử câu. Nhiều nhưng đem ra xem thử. Trời đang mưa. Ô, cái bao bóng như thế này mà nó nhiều lắm. Cái này phải 8 đến 9 lít nhỉ. Phân xuống tí nữa câu. Ui dồi này. Anh em. Ủa mật nó đẹp đấy. Đấy cả cho đẹp. Ấy. Ôi sao ôi. Dạ. Câu ơi, đây này. Wow, quá nhiều. Anh em, phải 9 lít. Cái này phải 9 lít mật đấy. Cái này 9 lít là chắc chắn đấy.
Ôi giời, cái tù này cháu xác định mà nó nhiều vì cái ở cái điểm mà nó đầu ấy. Cái điểm mà nó đầu thì cái nhánh nó đầu lớn rồi. Cái tù này cháu biết nó sẽ nhiều mật vì phải ông đó đâu. Anh Hùng, anh lấy tí ông này xem nào. Tụ này nói chung tụ nào cùng đúng không? Tụ nào cùng thấp như thế này thì mật nhiều như thế này nó khỏe hơn. Cây cổ thụ nếu mà nó đóng ở cái cây này thì đúng thật sự mới là mệt này. Ui giời. Đây tổ ong thứ hai trong ngày đấy cả nhà. Cây này cũng khá là cao đấy. Đấy tổ ong này. Ôi trời ơi, rất là vui. Anh em lấy tổ ong ngoài kia rồi quay vào đây để tìm kiếm xem có tổ nào không thì được tổ này. Đấy. Ở đây thì cây này thì rất là cao, mình đứng từ cái điểm này để quay rất là khổ đấy. Đây, lại anh em xem này. Ồ, tổ ong này cũng lớn đấy. Lớn bằng tổ nãy mình mới lấy đấy. Bây giờ thì mình sẽ lại để kiếm dây và que để buộc vào cây để treo nha mọi người. Cái cây này thì mình sẽ làm xong thì mình mới quay cho anh em vì trời là gần tối ấy. Trời mưa thì kiếm như thế này làm thật khó đấy. Thật sự nó không cháy thì phải kiếm rất là khó, đúng không cậu? Hello, xin chào, đúng rồi. Thì cái cây này, cái cây mà cái tổ ong này thì nó đầu cao lắm mọi người. Đấy, đây là một anh đang lên điểm này. Còn một người thì đang ở trên chốt cây này này, đây anh em này. Cũng không thấy đâu rồi. Đấy. Hello bà con. Ở bên đây. Đấy. Cucu. Mình đang xuống bà con. Thì là mình chặt bông đinh hay mà mình hay tới cái chặt kéo luôn đi. Gì không được hết. Thì chặt. Bây giờ mà dây và lá thì dễ, củi trời giờ mưa này mới khó này. Kiếm củi đúng là kiếm củi mà anh em đã làm gần xong cái cây này mình kiếm củi vẫn chưa xong. Cái cây này thật sự nó cao mọi người. Từ cái điểm mà ở cầu mình đó lên đến cái tổ ong thì rất là xa. Chưa tới. Sáng thì được bao nhiêu mật rồi anh? Sáng được 9 lít mật. Lại anh em đi tìm cũng khá là lâu rồi, bây giờ mới được. Đấy. Anh em đang rất là sốt người mọi người vì trời thì mưa, làm lại giờ thì anh em đã ướt hết. Mình trong người thì cảm giác rất là sốt đấy, rất là dơ người ấy. Cháy đấy. Hello bà con. Mình phải làm một cái đuộc để lên đánh nhóm bà con. Mình đưa người ta léo cho mình léo không được. Tổ ong thứ hai, hy vọng thì bằng tổ ong trước thì rất là vui. Tổ ong trước thì được theo như dự tính thì đã 9 lít. Tổ này thì anh em hy vọng thì khoảng 5 đến 6 lít thì rất là vui rồi. Vì tổ này thì nó nhỏ hơn tổ này ấy. Lúc trước ấy. Trời mưa thì anh em rất cực kỳ là sốt. Cái cây này, bây giờ phải trèo cái cây này để lấy này. Đấy, lên từ điểm này mà này. Mọi người. Đấy, từ cái nhánh này ra ngoài tít ra ngoài kia. Mệt không?
Anh không trèo theo anh. Đấy, đang trèo mọi người. Đấy, vừa trèo vừa lắc cái cây đuốc đó nó dễ thấy. Nó đánh cây thì xuống đi. Có khói đấy. Được đấy. Nó không tắt đâu. Không, bên kia. Ấy có khói đấy. Cậu mình đang trèo lên ở cái điểm này. Điểm này mọi người. Tụ ông đang trên rất là xa đấy. Hello đi. Đấy, cậu mình đang ở đó. Ông đang ở bên này. Từ cái điểm này ra ngoài kia khá là xa đấy. Ra mật rồi. Ô, cái đầu mật nó lớn lắm cậu ơi. Đây là tổ ong thứ hai anh em đã vừa lấy xuống nhé mọi người. Trời thì đã gần tối rồi. Đấy. Đấy, tổ ong lúc này đây. Lúc này đây
đây là kế, à, đây là con nhộng 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 ông đấy. Còn ông thì tổ kia thì mình giấu ngoài kia nha mọi người, mình giấu một tổ ngoài kia. Đấy. Khá là mệt, đúng là mệt quá luôn đấy. Đi xem thử tổ này không biết được bao nhiêu. Đấy, muỗi khá nhiều nên mình phải đốt giang muỗi đấy. Thử đem ra xem thử được bao nhiêu cấu. Phong sạch sạch lên nhau tôi xem. Đây, tổ này đây. Ô cũng nhiều ấy. Ô cái đầu mật nó nhiều. Cái này cỡ 5 lít này. Tổ này 4 lít rưỡi 5 lít là có đấy, tổ này ấy. Thì tổ ngoài kia thì khoảng 8 lít rưỡi đến 9 lít, tổ này thì khoảng 4 lít rưỡi 5 lít cho mọi người. Thì không biết tổng cộng là thì anh em tự xem được bao nhiêu. Bây giờ thì mình sẽ về thôi. Tính nhá, anh em tính vọng cho mọi người. Vọng để qua đêm, nhưng mà anh em đã ướt hết rồi. Ướt sạch. Ngày hôm nay thì cực kỳ là may mắn đấy, anh em vào để lấy tổ ngoài kia thì còn đang rất là sớm nên anh em vào ở trong cái điểm này này. Mình đi từ dưới kia lên đây đấy mọi người, để xem thử có được tổ nào không thì đúng. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ xin tạm khép video tôi mọi người ơi. Bye bye mọi người.